Kênh MC Phương Thúy xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24 cũng là tập cuối của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Mỹ Nhân. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Dương Ngọc Kỳ cho Triển Dực Lâm vào nhà, Triển Dực Lâm nhanh chóng trình bày lại câu chuyện của bản thân và An Nhu. Đã không nghe thì thôi, nghe lý do rồi thì dương ngọc kỳ xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ luôn triển dực lâm làm những việc này đều là vì cô chấp nhận hẹn hò giả với người khác để đổi lấy sự đồng ý của người nhà đối với cô cả cô gái kia cũng tôn trọng cô và triển dực lâm còn muốn gặp cô nữa vậy mà bản thân dương ngọc kỳ lại nghĩ xấu về người ta xin lỗi em tưởng anh biết em tưởng anh bỏ rơi em hoặc là bắt ca hai tay có phải không Nhìn tấm ảnh này xem, xem ra lúc đó em hẳn là đã rất hận anh, vò nát như thế này cơ mà. Anh đừng có nói nữa. Dương Ngọc Kỳ cướp lại mấy tấm ảnh đang bị lật qua lật lại trên tay của Triển Dực Lâm, đem cất toàn bộ chúng đi. Triển Dực Lâm bật cười, giật lấy tập ảnh trên tay cô, nói sẽ tự mình tiêu hủy chúng. Còn nữa, hắn cũng phải tính toán chuyện này với mẹ hắn. Ngoài bà ra thì không còn ai có thể làm ra chuyện này được sau này đừng dễ dàng tìm những chuyện như thế này mắt thấy tai nghe mới là thật chỉ dựa vào mấy bức ảnh thì đừng có tin lần sau nếu có người đem ảnh đến để giờ trò ly rán em hãy đem cả người lẫn ảnh tới công ty tìm anh anh sẽ ở trước mặt em làm cho ra lẽ ngay lập tức dương ngọc kỳ xấu hổ gật đầu chỉ qua một chuyện này trần dực lâm liền thành công dẫn dương ngọc kỳ về nhà họ triển trần minh đại nhìn thấy trần dực lâm dắt theo dương ngọc kỳ trở về liền nhuền miệng cười. Ông vốn rất thích Dương Ngọc Kỳ. Nhìn thấy dung mạo thật của Dương Ngọc Kỳ thì càng nghĩ tốt về cô hơn. Cuối cùng Triển Dực Lâm vẫn là nghe lời của ông đến với Dương Ngọc Kỳ thôi. Triển Ân đi xuống dưới nhà, vừa nhìn thấy Dương Ngọc Kỳ, liền không vừa mắt. Nhưng lại ngại có cả Triển Dực Lâm và Triển Minh Đại ở đây. Cô ta cũng không tiện thể hiện ra là mình ghét Dương Ngọc Kỳ đến mức nào. Triển Dực Lâm nhìn Triển Ân, ánh mắt có chút kỳ lạ, hắn nói, "Từ giờ em nên gọi cô ấy là chị dâu đi." Triển Ân đưa tay ra sau lưng, âm thầm cuộn chặt nắm đấm, trên mặt lại vẫn biểu lộ ra nét tươi cười như thiên sứ. "Vâng, chị dâu." Không để Dương Ngọc Kỳ kịp nói với Triển Ân câu nào, Triển Dực Lâm đã dắt cô lên phòng của mình ngay lập tức, để lại Triển Ân đứng ở phòng khách tức điên nhưng lại không thể làm gì khác. Triển Ân Phi đứng ở cầu thang nhìn dáng vẻ của Triển Ân cười khẩy một cái. Trong lòng căm ghét của Triển Ân đối với Dương Ngọc Kỳ càng ngày càng sâu, cô ta hễ cứ nhìn thấy Dương Ngọc Kỳ liền nhăn mặt nhíu mày, nhưng thấy Triển Dực Lâm đứng đằng sau lưng Dương Ngọc Kỳ thì lại vội vàng thu liễm lại bản thân. Dương Ngọc Kỳ hoàn toàn không hay biết Triển Ân gứa mắt cô, vẫn vô cùng vui vẻ. Mỗi khi nhìn thấy Triển Ân Dương Ngọc Châu hận không thể giết chết Dương Ngọc Kỳ. Vậy mà Triển Dực Lâm cứ liên tục kè kè bên cạnh cô, khiến cho Triển Ân chẳng thể đụng đến Dương Ngọc Kỳ được. Tức tối trở về phòng, Triển Ân chợt nhớ ra còn có một người nữa cũng căm ghét Dương Ngọc Kỳ không kém gì cô ta, còn ai khác ngoài Dương Ngọc Châu nữa. Mới có mấy ngày trước, Dương Ngọc Châu bị anh trai cô ta ép xin lỗi Dương Ngọc Kỳ trước truyền thông báo chí. Toàn bộ mặt mũi đều vứt hết, mà lý do Triển Dực Lâm ép hai cha con nhà họ Dương này làm như vậy đều không phải do Dương Ngọc Kỳ mà ra hay sao? Nghĩ đến đây, Triển Ân liền ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Dương Ngọc Châu. Cô đề Dương Ngọc Kỳ đè đầu cưới cổ mình như vậy mà vẫn chịu được sao? Dương Ngọc Châu đúng là không cam lòng, trong giọng nói không hề che giấu tức giận. Tôi đương nhiên không chịu được rồi, nhưng cô thì biết cái gì chứ? Dương Ngọc Kỳ có triển Dực lâm làm hậu thuẫn, tôi mà đụng vào cô ta là cái mạng này sẽ không giữ nổi nữa. Ngủ ngốc, đó là nếu như cô đề Dương Ngọc Kỳ còn sống mà mách tội với anh tôi. Ý cô là... Dương Ngọc Châu mập mờ, triển ân chỉ đánh tiếng như vậy. Cũng biết chừa cho mình một đường lui mà không nói tuẹt ra rằng nên giết luôn Dương Ngọc Kỳ đi. Triển ân đáp, tự cô biết mình nên làm gì mà. Cúp máy, Dương Ngọc Châu thực sự nhắn tin hẹn Tô Quý Nhàn cùng mình diệt khẩu Dương Ngọc Kỳ bắt cô im miệng mãi mãi. Theo nguyện vọng của Dương Ngọc Kỳ, cũng như có sự hỗ trợ của Triển Dực Lâm, Dương Ngọc Kỳ lại được trở về Đại học Kinh Đô để tiếp tục chương trình đại học còn đang giang dở của mình. Đám sinh viên trong trường cũng không phải là người tối cổ. Họ đương nhiên nhìn thấy đoạn tin tức về Dương Ngọc Châu và Dương Trấn Long trên mạng. Hoàn toàn quay lưng với Dương Ngọc Châu, bây giờ lại quay ra xin lỗi và nịnh bợ Dương Ngọc Kỳ. Dương Ngọc Kỳ lại bảo trì khoảng cách với mọi người chỉ thân thiết với một mình Nguyễn Khánh Ly, người đã không bỏ rơi cô dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dương Ngọc Kỳ vừa lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền bị Dương Ngọc Châu và Tô Quý Nhàn lôi ra một góc trong trường. Không kịp phòng bị gì, đã bị tát cho một cái. Hai đứa con gái xông vào đánh cô tới tấp, nhưng cũng chỉ là nhân lúc Nguyễn Khánh Ly và mọi người không ở đây mới dám ra tay Dương Ngọc Châu ghét cay ghét đắng Dương Ngọc Kỳ. Nhân cơ hội này, nhỏ thực sự định đánh Dương Ngọc Kỳ đến chết luôn. Dù sao thì mặt mũi của nhỏ cũng bị Dương Ngọc Kỳ và Triền Dực Lâm hủy hoại hết cả rồi. Bây giờ có làm gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Mẹ kiếp, tất cả đều là tại mày. Tại mày mà tao mới ra nông nỗi này. Nhà họ Dương, nhà tan cửa nát đều là tại đứa con hoang như mày. Dương Ngọc Châu điên loạn gào lên, vừa thét vừa đấm đá Dương Ngọc Kỳ tới tấp đều là do cô và cha cô gây ra, đổ lỗi cho tôi có tác dụng gì sao?" Dương Ngọc Kỳ dùng sức chống trả, thành công hất được Dương Ngọc Châu ra, nhưng Tô Quý Nhàn thì lại nhanh chóng bắt được cô, chế trụ cô để cho Dương Ngọc Châu tiếp tục đánh. Đột nhiên, cơ thể của Dương Ngọc Châu bị hất tung sang một bên, Nguyễn Khanh Ly ở đâu xuất hiện, vùng nắm đấm vào mặt của Dương Ngọc Châu, khiến cho nhỏ ngã lăn ra đất. Tô Quý Nhàn thì lại bị Trần Tuấn Hùng áp chế, đẩy cô ta tránh ra dương ngọc kỳ mẹ kiếp mấy người là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi dương ngọc châu gào lên còn mày thì là cái thá gì mà dám đụng vào bạn của tao nguyễn khanh ly mặt không đổi sắc đáp lại coi kìa ở đây có đánh nhau mau gọi giáo viên tới đi một nữ sinh bị tiếng cãi nhau ở đây thu hút nhanh chóng kéo người đến để xem cùng mình chỉ do có tiếng gọi đó gần như cả trường đều truyền tay nhau về vụ ẩu đả với nhân vật chính là dương ngọc kỳ và dương ngọc châu hai chị em một nhà đánh nhau mà dương ngọc châu người đã bị cả trường xa lánh sau khi nhỏ lên mạng nhận lỗi hiện tại lại đang nhận được ánh mắt coi thường của hết thầy người có mặt ở đây dương ngọc châu và tô quý nhàn cuối cùng cũng bị giáo viên đưa đi đem thẳng đến đồn cảnh sát đơn giản vì chính các giáo viên cũng không muốn xử những việc này vì đó là Dương Ngọc Châu. Hơn nữa, việc Dương Ngọc Kỳ là người bên cạnh Triển Dực Lâm, có lẽ cả thành phố này đều biết cả rồi. Không làm vì Dương Ngọc Kỳ thì cũng phải nề mặt Triển Dực Lâm mà khiến cho Dương Ngọc Châu và Tô Quý Nhàn chịu hậu quả nặng nhất. Vì vậy, không còn là việc được xử lý trong phạm vi trường học nữa, mà là dùng đến pháp luật để giải quyết. Nhưng tất nhiên, việc trường đại học Kinh Đô đuổi học Dương Ngọc Châu cũng là chuyện mà mọi người có thể đoán ra. Tôi quy nhàn chỉ là đồng phạm đối với cô ta, phạt cảnh cáo là được rồi. Và sau đó không cần ai phải nói, tôi quy nhàn động đến nữ thần xinh đẹp Dương Ngọc Kỳ của trường, chắc chắn về sau cô ta sẽ sống không yên thân được. Không lợi dụng được Dương Ngọc Châu, Triển Ân đành phải tự mình hành động. Cô ta tức tối đấm mạnh lên trên tường. Đúng là không thể trông chờ gì vào một kẻ chỉ biết động tay động chân như Dương Ngọc Châu với cái y quy hai chữ số của nhỏ thì làm sao có thể hoàn hảo mà bịt miệng dương ngọc kỳ được đây dương ngọc châu hiện giờ đang ở đồn cảnh sát nếu như nhỏ lỡ mồm lỡ miệng nói ra điều gì liên quan đến triển ân thì cô ta chết chắc mặc dù triển ân đã rất cẩn thận không trực tiếp xối dục dương ngọc châu giết dương ngọc kỳ nhưng nếu như dương ngọc châu mở miệng nói đến những lần hợp tác trước đây giữa hai người họ triển ân không thể chối cãi được trước khi tự mình tìm cách để trừ khử dương ngọc kỳ Triển Ân nghĩ điều cần thiết nhất bây giờ chính là bịt miệng Dương Ngọc Châu trước. Tốt nhất là trước khi Triển Dực Lâm phát hiện ra và không để cho Dương Ngọc Châu kịp nói ra bất cứ thứ gì. Triển Ân có thể nghĩ đến như vậy. Không lý nào người sắp phải vào tù như Dương Ngọc Châu lại không nghĩ đến. Tuy ai quỵ của nhỏ chẳng cao đến đâu, nhưng chịu thiệt thì chẳng ai lại chịu thiệt một mình. Nhỏ cũng muốn lôi theo cả Triển Ân nữa. Triển Ân là người nhà họ Triển, để không dính líu đến mình cô ta sẽ tìm được cách phóng thích cho Dương Ngọc Châu ngay thôi. Chỉ là ngay sau đó, Dương Ngọc Châu không hiểu vì lý do gì mà treo cổ chết ở trong phòng giam của đồn cảnh sát. Nói là treo cổ, thực chất trên người của Dương Ngọc Châu lại có khá nhiều thương tích do xô sát gây ra. Chắc chắn là còn một người thứ hai ở trong buồng giam này khống chế nhỏ, sau đó giàn dựng hiện trường thành một vụ treo cổ tự sát. Khi triển dực lâm nói cho Dương Ngọc Kỳ biết chuyện này, Cô cũng không ngờ đến Dương Ngọc Châu lại tự tử như vậy. Sống chung từng ấy năm, Dương Ngọc Kỳ còn không hiểu rõ tính nết của Dương Ngọc Châu hay sao. Cô biết Dương Ngọc Châu hận mình đến mức nào, lần bị chắn đánh vừa rồi đã khiến cho Dương Ngọc Kỳ hiểu ra nếu như Dương Ngọc Châu không giết được Dương Ngọc Kỳ, nhỏ sẽ không tự tử như vậy. Nhưng lý do này nghe ra có hơi chủ quan, Dương Ngọc Kỳ không biết có nên nhờ triển dực lâm điều tra lại một chút hay không. Mà điều tra rồi thì biết đâu lại là do Dương Ngọc Châu thực sự tự tử thì sao đây? Thấy Dương Ngọc Kỳ nằm trên giường, nhìn máy tính bảng, nhưng lực chú ý thì lại đang đặt ở chỗ khác. Triển Dực Lâm vuốt tóc cô, không nhịn được mà hỏi. Sao thế? Em có khúc mắc gì với cái chết của cô ta sao? Dương Ngọc Kỳ suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì quyết định nói cho Triển Dực Lâm. Em cảm thấy... Dương Ngọc Châu đột nhiên tự sát như vậy, có chút không đúng em không rõ lắm nhưng dù sao thì cũng chỉ là cảm giác của em thôi triển dực lâm nhìn cô không trần trừ liền gật đầu được anh sẽ phái người đi điều tra lại có ổn không cũng có thể là do em đã suy nghĩ nhiều thôi anh tin em dương ngọc kỳ có hơi cảm động vì sự tin tưởng vô điều kiện của triển dực lâm bất giác ngồi xích lại gần hắn hơn một chút tiếp tục làm bài tập của mình trên máy tính bảng dự lời với Dương Ngọc Kỳ, Triển Dực Lâm cho người đi điều tra cái chết của Dương Ngọc Châu, kết quả đúng là Dương Ngọc Châu không hề có dấu hiệu gì là muốn tự tử trước đó cả. Hiện trường giống như là Dương Ngọc Châu bị giết thì đúng hơn, tuy nhiên, người ra tay lại rất cẩn thận, không để lại dấu vết gì liên quan đến mình, ngay cả dấu chân cũng không còn. Để tìm manh mối, những người đi điều tra đành phải xem lại bản ghi lời khai của Dương Ngọc Châu sau khi bị bắt vào đồn cảnh sát cuối cùng, kết quả lại có chút không thể ngờ được, khi người điều tra tìm đến Triển Dực Lâm để báo cáo kết quả, anh ta thậm chí còn sợ mình không còn mạng để rời đi nữa. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm ra người giết Dương Ngọc Châu, nhưng có một thứ này tôi nghĩ là nên đưa cho anh xem. Người đàn ông đưa cho Triển Dực Lâm bản photo của ghi chép lời khai của Dương Ngọc Châu nói: "Tôi vì muốn tìm manh mối của hung thủ nên đã xem bản ghi chép này, ngày hôm đó Dương Ngọc Châu bị đưa đến đồn cảnh sát vì gây ẩu đà trong trường học. Khi bị thẩm vấn, cô ta nói rằng mình muốn giết Dương Ngọc Kỳ, nhưng người đưa ra chú ý này lại là một người khác. Trần Dực Lâm liếc qua bàn ghi chép, ánh mắt hắn dừng lại ở một cái tên, hắn nhíu mày, Triển Ân sao? Người kia gật đầu, đúng vậy, Dương Ngọc Châu khai là chính Triển Ân đã ra chú ý bảo cô ta giết Dương Ngọc Kỳ. Tôi nghĩ rằng nếu như Triển Ân thực sự là người xúi dục Dương Ngọc Châu giết Dương Ngọc Kỳ, dương ngọc châu lại thất bại vậy thì rất có thể người đàn ông liền im mặt không dám tự ý nói đến khả năng tiếp theo triển dực lâm cũng biết người kia không dám hắn nói tiếp lời triển ân tìm người giết dương ngọc châu để bịt miệng sau người kia vội nói đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi triển ân tiểu thư có lẽ không phải là người như vậy triển dực lâm gật gật đầu nói tôi biết rồi anh ra ngoài đi tạm dừng việc điều tra ở đây nếu như có chuyện gì cần đến các anh, tôi sẽ gọi. Triển Dực Lâm của trước đây chắc chắn sẽ không tin những lời này, hoặc là hắn sẽ tìm mọi cách để chứng minh Triển Ân trong sạch, nhưng từ khi ở nước ngoài về đến giờ, Triển Ân luôn luôn có biểu hiện rất lạ, cụ thể là thế nào thì hắn không nói rõ ra được, nhưng có cảm giác người này không còn là Triển Ân em gái của anh nữa. Việc này xem ra nên hỏi đến Triển Ân một cách rõ ràng hơn buổi tối khi triền dực lâm về đến nhà liền gọi cho cả triền ân triền ân phi và cả dương ngọc kỳ cùng ngồi trong phòng cách đối với vấn đề người trong nhà nghi ngờ lẫn nhau triền dực lâm không tiện để cho cha mẹ biết tránh cho bọn họ lại lo lắng dư thừa nhưng chuyện cần nói thì vẫn phải nói liên quan đến cả bạn gái và em gái của mình hắn không thể bỏ qua dễ dàng được triền dực lâm đi thẳng vào vấn đề trong bản ghi chép về lời khai của Dương Ngọc Châu tại đồn cảnh sát, cô ta khai người xúi dục mình giết Dương Ngọc Kỳ là Triển Ân. Đối với việc này, em giải thích như thế nào? Triển Ân giật thót nhưng ngay lập tức trình lại vẻ mặt của mình. Dựa vào kinh nghiệm tâm lý học của mình, cố gắng diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Chuyện này đúng là ngớ ngẩn, em thậm chí còn chưa gặp qua cô ta. Triển Ân Phi gác chéo chân, một bộ thản nhiên ngồi giữa bóng tay nói, nếu như chị nhớ không lầm chuyện chúng ta ở nước ngoài về không nhiều người biết đâu chúng ta chưa có tổ chức tiệc mừng cũng không có nói cho nhiều người biết giới thượng lưu không biết đến làm sao nhà họ dương lại biết được chứ sao cơ có thể dương ngọc kỳ đã nói cho cô ta có phải không ngọc kỳ chiến ân quay sang dương ngọc kỳ hy vọng cô nề mặt mình mà gật đầu một cái dương ngọc kỳ cố nhớ lại xem mình đã nói như vậy lúc nào nhưng cuối cùng thì cô chỉ lắc đầu dương ngọc kỳ ít nói chuyện với dương ngọc châu dù có nói thì nội dung cũng chẳng xoay quanh chuyện gì tốt đẹp sẽ không thể nào bàn đến chiến ân được chính trù lắc đầu rồi kìa trần ân phi cười cười chiến ân cuộn chặt bàn tay tỏ ra rất tức giận không em không biết gì hết anh anh phải làm rõ cho em việc này bản thân em hoàn toàn trong sạch em hại dương ngọc kỳ thì cũng đâu có được lợi lộc gì đâu chưa cần gì phải xúi dục dương ngọc châu kia chiến dực lâm gật đầu được rồi anh sẽ cho người đi điều tra đến tận gốc rễ của chuyện này. Tuy ngoài miệng cực kỳ tức giận, bất bình, diễn đến mức khiến cho Dương Ngọc Kỳ cũng tưởng là Dương Ngọc Châu vu khống cho Triển Ân luôn. song thực chất, chống ngực của Triển Ân lại đập liên hồi. Triển dực Lâm cố ý nhấn mạnh rằng hắn sẽ điều tra tận gốc chuyện này. Nếu như Dương Ngọc Châu kia còn ngu ngốc để lại một chứng cứ liên quan đến mình, Triển Ân coi như là xong đời rồi. Triển Ân Phi cười nhạt. Không gặp nhau một thời gian, em gái này đã khác trước nhiều lắm nhỉ? Triển ân nhào mắt. Chị có ý gì chứ? Triển dực lâm không quen mắt hai người này gây chuyện với nhau. Bất quá, hắn vẫn ngồi xem tiếp. Hắn cũng biết Trần Ân Phi tuy thích kiếm chuyện trêu chọc người khác, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dùng ngữ khí châm chọc như thế này. Trần Ân Phi sẽ không vô cớ làm như vậy. Chính là ý trên mặt chữ đó. Trần Ân nhà chúng ta từ khi nào lại biến thành người nóng này như vậy rồi? Sẽ có một triển ân nhăn mặt nhíu mày, anh nói sắc sược với chị sao? Triển ân phi lắc đầu. Triển ân là Triền ân, em biến thành một người khác rồi. Giật lâm, em cảm thấy không? Giống như là người đang đứng trước mặt của chúng ta, vốn không phải là triển ân. Dương Ngọc Kỳ không hiểu lắm, đơn thuần chỉ coi là Triền ân phi, đang than thở triển ân thay đổi quá nhiều. Bất quá với triển giật lâm thì lại là một chuyện khác. Hắn liếc mắt nhìn triển ân, không nói một lời khiến cho triển ân cả thân đều đổ mồ hôi lạnh. Triển dực lâm không nói gì mới là đáng sợ nhất. Cảm giác như ngay giây sau cô ta sẽ bị phát giác tất cả mọi thứ vậy. Chị đừng có nói như vậy. Em cũng không còn là triển ân 12 tuổi nữa. Thay đổi là chuyện tất nhiên thôi. Đương nhiên, triển ân phi không coi là đúng. Chị lắc đầu một cái rồi đi về phòng. Mối họa này chưa qua, mối họa khác lại tới. Triển ân ngẩng cổ than trời ông trời cứ như đang trêu đùa cô ta vậy một dương ngọc kỳ còn chưa đủ còn thêm cả dương ngọc châu bây giờ là triền ân phi không hiểu vì lý do gì mối quan hệ của triền ân phi và triền ân vốn rất tốt nhưng xa cách nhau vài năm triền ân biến thành một người khác triền ân phi cũng nhìn cô ta không vừa mắt hết lần này đến lần khác nói khích bác cô ta triền ân phi còn tồn tại trong cái nhà này chính là một mối họa với triền ân mà lại còn là mối họa lớn nhất bởi chị ta hiểu biết về nhà họ Triển hơn Dương Ngọc Kỳ rất nhiều. Việc mà Triển Ân cần ưu tiên hiện tại chính là loại bỏ Triển Ân Phi, tốt nhất là loại bỏ triệt để. Triển Ân Phi ở trên phòng liên lạc với các nhà sản xuất ở nước ngoài suốt cả buổi chiều. Công việc của chị là một giám đốc điều hành một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Đợt này chị về nước hơi lâu một chút, công việc cần phải sắp xếp rất nhiều, nhưng vẫn duy trì bàn giao công việc cho các nhà thiết kế và nhà sản xuất như thường. Sắp tới, công ty của Triển Ân Phi sẽ ra mắt một bộ sản phẩm mới, nên chị cũng bận rộn hơn. Đến lúc Triển Ân Phi kết thúc công việc của mình thì cũng là 8 giờ tối. Đã quá giờ cơm tối rồi. Người giúp việc có nhắc chị đi ăn cơm cùng với mọi người. Nhưng bản chất của người nhà họ Triển là một khi tập trung vào công việc thì sẽ không dứt ra được. Về điểm này, những người trong nhà cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để chị ăn sau cùng chiến ân phi đẩy máy tính ra vườn vai xoa xoa gáy một hồi mới miễn cưỡng đứng lên được vừa lúc đó tiếng gõ cửa vang lên chiến ân phi chẳng buồn hỏi là ai liền lên tiếng vào đi dương ngọc kỳ đẩy cửa bước vào với nụ cười tươi tắn trên tay còn bưng thêm khay đựng cơm khá lớn nói chị ân phi nên ăn cơm rồi chiến ân phi cười để dương ngọc kỳ đi vào giả bộ thờ dài nói chỉ có em là còn nhớ đến chị thôi, chị đây đúng là bị cả nhà này lãng quên rồi." Dương Ngọc Kỳ lắc đầu, "Không phải đâu, đây là Triển Ân chuẩn bị rồi đưa em mang cho chị đấy." Nụ cười trên gương mặt của Triển Ân Phi dường như cứng lại một chút, Chị khẽ liếc nhìn khay cơm trên tay của Dương Ngọc Kỳ, cảm giác đói cồn cào bỗng chốc không còn nữa. Dương Ngọc Kỳ vẫn không hay biết gì, thản nhiên đặt khay cơm lên bàn rồi đẩy Triển Ân Phi ngồi xuống, "Chị, chị mau ăn cơm đi." Triển ân phi nhìn xuống khay cơm ngon lành trước mặt, suy nghĩ một chút liền mỉm cười nói. Chị bảo này, nếu lát nữa, dù em có thấy chuyện gì kinh khủng đến đâu, thì cứ bình tĩnh trước đã, có vậy thì mới tỉnh táo giải quyết được, hiểu chưa? Dương Ngọc Kỳ nghiêng đầu, sao chị lại nói như vậy chứ? Em cứ biết như vậy là được rồi. Nói rồi, Triển ân phi đưa muỗng cơm vào miệng, ăn đến ngon lành. Dương Ngọc Kỳ còn định hỏi thêm nữa, nhưng thấy Triển ân phi bắt đầu ăn nên cũng không có nói gì nữa. Không ngờ lời nói của Triển Ân Phi thế mà lại thành sự thật. Dương Ngọc Kỳ duyết chút nữa thì bị dọa đến ngất đi. Khi mà Triển Ân Phi đột nhiên ôm cổ họng, dãy dụa ngã xuống sàn nhà. Vẻ mặt của Triển Ân Phi vằn vẹo, hiển hiện vô cùng đau đớn. Dương Ngọc Kỳ cũng có thể thấy được bọt mép trắng trong miệng của chị. Cô hốt hoảng ôm lấy Triển Ân Phi liên tục gọi. Chị Ân Phi, chị Ân Phi, chị đừng làm em sợ mà. Chị sao vậy, chị Ân Phi? Triển Ân Phi đương nhiên không thể đáp lại lời của Dương Ngọc Kỳ. Dẫu chị vẫn có khả năng nghe hiểu được Dương Ngọc Kỳ đang nói gì. Chị nắm chặt lấy cánh tay của Dương Ngọc Kỳ, ra hiệu cô phải bình tĩnh lại. Dương Ngọc Kỳ thoang thoảng người thấy mùi hạnh nhân trong không khí. Cô ngay lập tức ghé xuống người. Từ trong khoang miệng của Triển Ân Phi liền xuất hiện mùi hạnh nhân. Dương Ngọc Kỳ lập tức hiểu ra, ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh tay chộp lấy rồi nho ở trên mặt bàn của Triển Ân Phi. Dương Ngọc Kỳ vừa bóp nát từng quả nho để nhón nước vào miệng của Triển Ân Phi Vừa hô lên thật to về hướng cửa, "Có ai không, mau gọi cấp cứu." Quản gia Vương vừa nghe thấy liền chạy lên phòng của Triển Ân phi, nhìn thấy Triển Ân phi đang trong tình trạng nguy kịch, chưa cần biết chuyện gì xảy ra liền gọi cấp cứu. Dương Ngọc Kỳ lại không ngừng thúc giục ông nhanh lên, đồng thời nói rõ Triển Ân phi đã trúng độc Caliciano rồi. Quản gia Vương không biết trong nhà này sao lại có thứ chất độc ấy, tại sao Triển Ân phi tiểu thư lại có thể trúng độc được làm sao mà Dương Ngọc Kỳ lại xuất hiện ở đây một cách trùng hợp như vậy? Dương Ngọc Kỳ không để ý đến ánh mắt, đã xuất hiện một tia nghi ngờ của quản gia Phương. Cô chỉ lo xe cấp cứu có thể đến không kịp lúc. Bạn nãy cô chỉ dùng glucose trong nho chín để làm chất độc trong người của Triển Ân Phi lan chậm hơn. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Nếu cấp cứu không kịp thời thì cô cũng không còn cách nào khác. Bất quá Dương Ngọc Kỳ vẫn muốn tìm mọi cách để giữ thời gian cho Triển Ân Phi nhiều nhất có thể. Cô quay sang hỏi quản gia Vương. Trong nhà có bình thở oxy không thưa bác? Quản gia Vương gật đầu. Trong phòng y tế, ở nhà họ triển thì có thứ đó. Ông liền sai người hầu nhanh chóng đi lấy bình oxy. Để Dương Ngọc Kỳ lắp nó vào người của triển ân phi. Dương Ngọc Kỳ không yên tâm lắm. Dù sao thì kiến thức đọc trên sách vẫn khác xa với thực tế. Cô cũng không thể làm gì khác nữa rồi. Triển Dực Lâm, Triển Ân, ngay cả Triển Minh Đại và Kiều Chi cùng xuất hiện ở trước cửa phòng của Triển Ân Phi. Trần Dực Lâm mặt lạnh như băng, nhìn người chị đối tốt với hắn nhất, đang nằm thở oxy trên người của Dương Ngọc Kỳ, hỏi tất cả những người xung quanh, đã xảy ra chuyện gì? Dương Ngọc Kỳ là người chứng kiến từ đầu đến cuối, cô lên tiếng. Em mang cơm đến cho chị ấy, nhưng chị ấy vừa ăn được một thìa cơm, đã thành ra như vậy, dường như là bị trúng độc Cali Cyanur. Bây giờ, trong thời gian đợi xe cấp cứu đến, em chỉ có thể sơ cứu cho chị ấy như vậy thôi. Trần Dực Lâm nhíu mày, ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh. Hắn lại quay sang nhìn xung quanh. Tại sao trong nhà lại có thứ này chứ? Mấy người tính đầu độc ai đây? Kiều Chi xót con, bà vội vàng chạy đến bên cạnh Triển Ân Phi, nhưng lại không dám động vào người của chị. Chỉ sợ một động tác nhỏ cũng khiến cho kịch độc lan mạnh. Nước mắt của Kiều Chi lã trã rơi xuống, nghẹn ngào kêu lên. Con ơi, con đừng có mệnh hệ gì hết. Triển Minh Đại ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng an ủi bà. Nửa câu cũng không nói. Triển Ân vẫn đứng như trời trồng, trần Dực lâm nhìn cảnh hỗn loạn trong nhà hắn khẽ nghiến rằng kẻ nào gây ra chuyện khốn nạn này với gia đình hắn đều phải chết xe cấp cứu đến đưa trần ân vi đi cả nhà họ trần cũng lập tức lái xe đi theo bao gồm cả dương ngọc kỳ dọc đường đi không ai nói một câu tính mạng của trần ân vi còn đang gặp nguy hiểm còn ai có tâm tư nghĩ đến chuyện khác được nữa cả năm người ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi kiều chi cứ khóc thút thít mãi không ngừng trần minh đại thì an ủi bà nhưng trong mắt cũng không giấu được mấy tia bất an. Trái lại, trong số năm người, chỉ có Triền Ân là mang bộ mặt thản nhiên, không có vẻ gì là mang tâm sự nặng nề như những người khác. Dương Ngọc Kỳ không chịu nổi, cuối cùng mới đứng dậy. Em đi rửa mặt một chút. Triền Dực Lâm hỏi có cần hắn đi cùng không? Dương Ngọc Kỳ đáp không cần. Cô lấy cớ đi rửa mặt, thực ra là muốn chính mình tỉnh táo lại. Dương Ngọc Kỳ không tài nào quên được cảnh tượng triển ân phi ngã ra đất, sùi bọt mép ngay trước mặt mình. Suýt chút nữa thì chị đã chết dưới tay của Dương Ngọc Kỳ. Nghĩ lại, Kali Cyanide là chất độc phát tác gần như ngay lập tức, nên Triển Ân Phi trúng độc chắc chắn là do cơm. Cơm là do cô mang lên, nhưng cũng là do Triển Ân sắp, lại là do đầu bếp trong nhà nấu. Dương Ngọc Kỳ quả thật không thể nghĩ ra ai là người đầu độc Triển Ân Phi. Dương Ngọc Kỳ rửa mặt xong đi ra ngoài, vừa lúc chạm phải một người ở ngã rẽ hành lang. Vốn cô không chú ý đó là ai, nhưng người nọ vội lên tiếng. Dương Ngọc Kỳ sao? Dương Ngọc Kỳ cũng nhận ra giọng nói của người nọ. Cô ngẩng đầu, ngay lập tức đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc của Trần Tuấn Hùng. Trần Tuấn Hùng cũng ngạc nhiên khi thấy Dương Ngọc Kỳ xuất hiện ở bệnh viện liền hỏi. Sao em lại ở đây? Thân thể có chỗ nào không khỏe sao? Dương Ngọc Kỳ lắc đầu. Không phải, người nhà của Triển Dực Lâm có chuyện nên... Người nhà sao? Cụ thể là ai? trần tuấn hùng hiếm thấy cắt ngang lời của dương ngọc kỳ dương ngọc kỳ không biết tại sao trần tuấn hùng lại thắc mắc về chuyện này nhưng cũng tin tưởng anh không phải là kẻ nhiều chuyện liền nói là chị gái của anh ấy trai tim của trần tuấn hùng nhảy lên một cái túi thuốc trên tay rớt xuống đất sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch quên cả cơn đau rát ở cổ họng của mình dương ngọc kỳ cúi xuống nhặt túi thuốc lên vừa ngẩng đầu đã bị trần tuấn hùng ôm bà vai điên cuồng mà lắc mạnh ân phi làm sao cô ấy làm sao dương ngọc kỳ ngây người chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra hỏi anh biết chị ân phi sao trần tuấn hùng không để ý mình thất lễ hay nói đúng hơn là không còn đủ lý trí để nhận ra anh lặp lại câu hỏi của mình ân phi ân phi cô ấy làm sao chị ấy bị trúng độc hiện đang ở trong phòng cấp cứu trần tuấn hùng sững người ngay lúc anh định hỏi phòng cấp cứu mà Triển Ân Phi đang nằm ở đâu, giọng nói lạnh như băng của Triển Dực Lâm vang lên ở cuối hành lang. Hai người đang làm cái gì vậy? Dương Ngọc Kỳ giật mình quay đầu lại. Triển Dực Lâm bước nhanh đến bên cạnh cô, kéo cô đến bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn Hùng. Ánh mắt chẳng có chút thiện ý nào cả. Cậu tới đây để làm gì? Trần Tuấn Hùng không hề hoảng sợ trước khí thế của Triển Dực Lâm. Tâm tình anh bây giờ chỉ hoàn toàn đặt lên Triển Ân Phi trần tuấn hùng hỏi ân phi đâu rồi triền dực lâm cười lạnh cậu quên rằng mình rời khỏi nhà họ triền là vì ai rồi sao chị ấy không muốn nhìn thấy mặt cậu cậu cũng đừng xuất hiện trước mặt chị ấy nữa trần tuấn hùng nghiến rằng chỉ một lần này thôi tôi muốn nhìn thấy ân phi thêm một lần nữa mẹ kiếp triền tuấn hùng mày còn mặt mũi để gặp ân phi nữa sao chị tao vì nghĩ cách để ở bên mày mà nhốt mình trong phòng không ăn không uống ba ngày ba đêm đợi lúc chị ấy bước ra ngoài chính mày lại bỏ đi biệt tâm mày từ bỏ cái họ này đồng nghĩa với việc mày từ bỏ triển ân phi là mày phụ lòng chị tao mày không có tư cách để đứng trước mặt chị ấy nữa dương ngọc kỳ chọn to hai mắt xem hai người đấu khẩu trong đầu loạn thành một đoàn cái gì mà triển tuấn hùng cái gì mà triển ân phi nhà họ triển sao lại có nhiều chuyện kỳ lạ mà cô không biết đến như vậy chứ trần tuấn hùng đờ đẫn lùi lại một bước đôi mắt anh như mất hết tiêu cự Dường như những lời vừa rồi của triển dực lâm đã tạo đà kích rất lớn đối với Trần Tuấn Hùng. Dương Ngọc Kỳ cho dù không hoàn toàn hiểu những gì đang xảy ra, nhưng cô không đành lòng nhìn cảnh tượng này. Trần Tuấn Hùng đối với triển ân vi phải có bao nhiêu tình cảm mới khiến anh say rất như vậy. Chế ở phòng cấp cứu tầng 7, người nhà họ triển cũng đang ở đó. Đôi mắt của Trần Tuấn Hùng rực sáng, anh vội nói, cảm ơn, cảm ơn em, Ngọc Kỳ. Nói rồi anh chạy thẳng lên tầng 7 bằng thang bộ, không có đủ kiên nhẫn để chờ thang máy nữa. Triển Dực Lâm đưa mắt nhìn Dương Ngọc Kỳ hỏi, em nói cho cậu ta để làm gì? Đúng ra em nên đứng về phía anh để bảo vệ ân phi. Dương Ngọc Kỳ thở dài, em cảm thấy anh ấy rất lo lắng cho chị ân phi. Lúc nãy em nói chị ân phi đang phải cấp cứu vì trúng độc. Anh không biết vẻ mặt của Trần Tuấn Hùng như thế nào đâu. Nói sao đây, nếu như em bị trúng độc thì anh sẽ có cảm giác như thế nào? Trần Dực Lâm không giải thích được, vừa tưởng tượng đến cảnh Dương Ngọc Kỳ trúng độc mà trái tim hắn đã thắt lại. Không dám nghĩ, nếu như đó là thật thì sẽ ra sao? Dương Ngọc Kỳ lại nói, Ban nãy anh gọi Tuấn Hùng là Triền Tuấn Hùng, nhưng không phải anh ta họ Trần sao? Với lại, chuyện của anh ta với chị Ân Phi... Triền Dực Lâm nghĩ một lúc, sầu chuỗi lại sự kiện trong đầu rồi mới bắt đầu tường thuật cho Dương Ngọc Kỳ. Chuyện này phải kể từ thời điểm Triền Dực Lâm mới có 5 tuổi, khi đó Triển Ân Phi 7 tuổi, Triển Ân 3 tuổi. Nhà bọn họ có ba anh em chị em, ai cũng đều được cha mẹ thương yêu hết mực. Nhà chú của Triển Dực Lâm cũng có một cậu nhóc là Triển Tuấn Hùng, 6 tuổi. Triển Tuấn Hùng thường được cha mẹ đưa qua chơi cùng với ba anh em Triển Dực Lâm, đồng thời cũng là người được Triển Ân Phi cương chiều nhất, thậm chí còn hơn cả Triển Dực Lâm và Triển Ân. Hồi đó còn nhỏ không hiểu chuyện, Triển Dực Lâm vì ghen tị mà có lúc còn đánh nhau với Triển Tuấn Hùng. Kết quả, người được Triển Ân Phi bênh vực, thế mà lại là Triển Tuấn Hùng. Chuyện này khiến cho Triển Dực Lâm đề trong lòng suốt một tuần liền. Sau này càng lớn, mối quan hệ của bốn người bọn họ lại càng khăng khít hơn. Triển Tuấn Hùng 13 tuổi, tỏ tình với Triển Ân Phi 16 tuổi, hồn môi chị ngay trong khu vườn nhỏ của nhà họ Triển. Chuyện này bị người làm trong nhà nhìn thấy, liền báo lại với Triển Minh Đại và Kiều Chi. Cũng vì việc này mà chú của Triển Dực Lâm phải đến nhà hắn mấy lần liền để nói chuyện cùng với Triển Minh Đại. Đương nhiên, chuyện của họ bị phản đối kịch liệt. Ai đời lại có chuyện hai chị em họ yêu nhau cơ chứ? Rồi không biết ai đem chuyện này loan đi, mà sau đó một tuần, chuyện Triển Tuấn Hùng có tình ý trái đạo lý với Triển Ân Phi bị tất cả người trong nhà họ Triển biết hết cả còn đem vấn đề này ra trêu chọc hai người nữa. Đám trẻ con của những người thân trong nhà đều trêu chọc Triển Tuấn Hùng, Triển Dực Lâm đánh từng người một, những đứa con gái của các bà cô trong nhà hùa vào bắt nạt Triển Ân Phi, Triển Dực Lâm không đếm gì à? ai nam ai nữ, trực tiếp bẻ gãy tay từng người một, lại thêm cả Triển Ân thêm mắm dặm muối đổ hết tội lỗi cho đám trẻ đó, nên về sau không có ai dám đụng đến hai người nữa. Triển Ân Phi không phải là người cam chịu. Chị có suy nghĩ, con lập trường riêng của mình. Bản thân chị cũng biết mình có tình cảm với Triền Tuấn Hùng. Cho dù tình cảm đó có là trái đạo lý thì cũng không sao. Chị ân Vi chỉ hiểu đơn giản rằng chị thích một người mà người đó lại chính là em họ của mình mà thôi. Vì thế, Triền ân Vi nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm liền để thuyết phục người nhà. Nhưng thẳng đến khi chị nghĩ xong hết thầy rồi, Triền Tuấn Hùng cư nhiên lại biến mất. Nhà họ Triền cử người đi tìm, thế nhưng dòng dã suốt một tháng trời vẫn không thể tìm thấy Triền Tuấn Hùng đâu. Một người sống sờ sờ cứ như vậy mà biến mất. Ngay cả thế lực của nhà họ Triền cũng không thể tìm được. Sau đó một năm, Triền Tuấn Hùng xuất hiện lại, nhưng với một cái tên khác, Trần Tuấn Hùng. Triền Tuấn Hùng trở thành cái gai trong mắt của người nhà họ Triền vì rũ bỏ quan hệ với nhà họ Triền, phản bội Triền Ân Vi, Thế nhưng chú của Triển Dực Lâm lại chẳng nói một câu nào về chuyện này, thậm chí còn nói cứ để cho Triển Tuấn Hùng làm những gì mà mình thích. Triển Dực Lâm cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao chú của mình lại hành động như vậy. Sau sự rời đi của Triển Tuấn Hùng, Triển Ân Phi sang nước Z học tập và lập nghiệp. Triển Ân tới nước Y để chuyên tâm học hành. Triển Dực Lâm kế thừa sản nghiệp nhà họ Triển, điều hành tập đoàn Triển ra. Bốn người, mỗi người một hướng đi riêng. Từ đó đến giờ chưa từng hội ngộ đủ cả vốn. Dương Ngọc Kỳ nghe xong thì cũng cảm thấy mối quan hệ giữa Trần Tuấn Hùng và Triển Ân Phi có chút trái với đạo lý. Mà không, có lẽ bây giờ nên gọi là Triển Tuấn Hùng. Nhưng chuyện tình cảm cũng đâu thể nói rõ được ai đúng ai sai. Cô không thể tùy tiện phán xét bọn họ như thế nào. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Chỉ cần chị Ân Phi thấy thoải mái thì chúng ta làm theo ý của chị ấy. Dương Ngọc Kỳ nói. Triển Dực Lâm cùng với cô trở lại tầng 7, vừa đúng lúc đèn phòng cấp cứu tắt đi. Triển Ân Phi được lắp mặt nạ thở oxy đầy ra ngoài, chỉ đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa cử động được. Triển Tuấn Hùng có vẻ như vừa rồi đã xảy ra một chút tranh cãi với nhà họ Triển, nên hiện tại anh đã bị bắt đứng cách xa giường bệnh của Triển Ân Phi. Nhưng sự xuất hiện của Triển Tuấn Hùng lại không thoát khỏi tầm mắt của Triển Ân Phi. Đôi mắt của Trần Ân Phi dùng sức mở lớn, nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn Hùng cho đến khi bị bác sĩ đẩy đến phòng hồi sức. Trần Dực Lâm giữ một bác sĩ lại hỏi, "Tình hình của chị tôi như thế nào rồi?" Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, dùng giọng nói hết sức bình tĩnh mà trả lời, "Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã tiến hành rửa ruột, rửa dạ dày và tẩy hết chất độc trong người của cô ấy ra ngoài. Rất may là bệnh nhân trước đó đã được sơ cứu kịp thời, nếu không Chúng tôi có là thần tiên thì cũng không thể cứu được. Người nhà có thể đợi hai tiếng sau thì vào thăm, nhưng nên tránh để bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi. Từng người một, cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Triển dực lâm gật đầu với bác sĩ, quay lại nói với người nhà. Ân Phi an toàn rồi, bây giờ bàn đến một vấn đề khác. Triển Ân có phần trột dạ, vội vàng nói, em phải đi rửa mặt một chút. Nói rồi vội vàng xoay người đi về phía thang máy. Đứng lại, triền dực lâm lạnh lùng lên tiếng ở đây nói cho rõ mọi chuyện sau đó muốn đi đâu thì đi triền ân cắn răng tại sao dương ngọc kỳ đi thì được em đi thì lại không được chứ? triền dực lâm lại càng lạnh mặt sao sao lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi liền không nghe lời của anh mày nữa có đúng không bao nhiêu thời gian để đi rửa mặt triền ân lại lựa đúng lúc triền dực lâm muốn tra hỏi rõ chuyện triền ân phi trúng độc mà lần đi khiến cho hắn không thể không nghi ngờ đây cũng là lần đầu tiên Triển Dực Lâm nặng lời với Triển Ân như vậy. Ngay cả Triển Minh Đại và Kiều Chi cũng ngạc nhiên. Mọi người đều hiểu Triển Dực Lâm đây là nghiêm túc. Hắn nhìn sang Triển Tuấn Hùng vẫn bị ép đứng sau lưng Kiều Chi nói. Cả cậu cũng ở đây nghe đi, thuận tiện giúp tôi phân xử. Triển Tuấn Hùng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Lúc này Triển Dực Lâm mới bắt đầu nói về vấn đề. Chúng ta phải làm rõ nguyên nhân Triển Ân Phi trúng độc ngay tại đây không thể có chuyện tồn tại một người dắp tâm hại cả người nhà ở đây được. Làm sao con khẳng định là một người trong số chúng ta làm cũng có thể là người giúp việc trong nhà đã làm thì sao? Kiều Chi nói, con chưa từng thấy ân phi làm mất lòng bất cứ ai trong nhà. Trái lại, bất hòa giữa chị ấy và Triển Ân lại khiến cho con chú ý nhiều hơn. Triển Dực Lâm không lòng vòng mà chỉ đích danh người hắn nghi ngờ, khiến cho Triển Ân buồn rùn tay chân, đến nỗi tưởng như không thể đứng vững nổi nữa. Em chẳng liên quan gì cả. Đồ ăn là do người giúp việc làm. Em chỉ sắp xếp một chút thôi. Người bưng lên cho chị ấy là Dương Ngọc Kỳ. Anh, em biết anh yêu Dương Ngọc Kỳ. Nhưng ai đúng ai sai. Chúng ta phải rõ ràng với nhau chứ? Được, rõ ràng. Triển Dực Lâm gật đầu. Rõ ràng chính là Dương Ngọc Kỳ đã sơ cứu cho ân phi. Là người có công lớn nhất giữ lại tính mạng của chị ấy. Nếu như thực sự muốn giết người, có cần phải làm như vậy hay không đây? Triển Ân lắc đầu. Có thể cô ta muốn lập công, muốn chiếm lấy thiện cảm của ân vi mà thôi. Hoặc là cô ta... Cô ta đột nhiên không muốn giết ân vi nữa, cô ta sợ anh sẽ điều tra ra. Triển ân liên tục tìm lý do bào chữa cho mình. Triển Minh Đại và Kiều Chi đứng một bên, nhìn hai đứa con mình đánh nhau người sống ta chết, không khỏi đau lòng. Triển Tuấn Hùng và Dương Ngọc Kỳ lại một mực im lặng. Người nhà của bệnh nhân Triển Ân Phi đâu? Chúng tôi cần hiến máu gấp, tiếng của một bác sĩ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người. triển dực lâm nhíu mày hỏi xảy ra chuyện gì vậy? bác sĩ kia vội đáp bệnh nhân bị suất huyết dạ dày bệnh viện chúng tôi lại không có máu dự trữ của nhóm máu a nữa đề nghị người nhà bệnh nhân ai có cùng nhóm máu thì đi theo chúng tôi hiến máu. để tôi tôi có nhóm máu a kiều chi vội vàng bước lên phía trước nhưng triển dực lâm kéo tay bà lại nói mẹ không thể để mẹ hiến máu được chúng con đứng đây còn chưa có chết đâu để con đi kiều chi cũng ngăn hắn không được còn là người nối nghiệp của nhà họ triển thân thể không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được còn tuyệt đối không được dương ngọc kỳ nhóm máu b triển tuấn hùng nhóm máu ab triển minh đại cũng nhóm máu b không ai có thể tiếp máu cho triển ân vi được cả bác sĩ nhìn bọn họ cứ lời qua tiếng lại sốt ruột nói xin người nhà bệnh nhân nhanh chóng cho bệnh nhân đang nguy kịch rồi triển ân hình như cô từng nói với tôi cô là nhóm máu a có phải không sau lời nói của dương ngọc kỳ tất cả ánh mắt đều rơi trên người của triển ân kiều chi mừng rỡ ôm vai của triển ân kêu lên đúng rồi con gái còn cũng có nhóm máu a còn mau cứu chị của con đi triển ân lưỡng lự triển tuấn hùng cũng không nhịn được anh còn sốt ruột hơn so với kiều chi vội lắc người của triển ân triển ân em mau cứu ân phi đi cô ấy gấp lắm rồi triển ân phát điên hất tay của triển tuấn hùng ra cô ta hét lên bỏ ra anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi Triển Tuấn Hùng trợn mắt kinh ngạc, có chút không thể tin nổi mà hỏi. Em không biết anh sao? Triển Tuấn Hùng còn tưởng anh ta rời đi quá lâu, Triển Ân không còn nhận ra mình nữa. Hoặc là Triển Ân đã không còn coi mình là người anh họ vẫn hay chơi cùng lúc còn nhỏ nữa rồi. Kết quả, Triển Ân đột ngột cúi mặt, biểu hiện của cô ta có chút giống như trột dạ vậy. Bỏ đi, bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Triển Ân, con bao theo bác sĩ đi hiến máu đi, còn phải cứu ân phi. Kiều Chi căn ngăn bọn họ, nhắc lại vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này. Triển Dực Lâm cũng sốt ruột không kém. Hắn cũng lo cho tính mạng của Triển Ân Phi. Hắn không đợi được Triển Ân lằng nhằng mãi như vậy. Liền túm cổ áo của Triển Ân lôi đi theo bác sĩ. Không được, bỏ em ra. Em không muốn hiến máu. Em không muốn chết. Triển Ân không ngừng kêu gào. May mắn đây là tầng dành cho bệnh nhân có tiền, không có người ngoài. Nếu không, mặt mũi của nhà họ Triển không biết phải để đi đâu được nữa. Bác sĩ quay đầu nhìn Triển Dực Lâm hắn nói. Em tôi không có bệnh thiếu máu, rút 500cc nó cũng không có chết được đâu. Bác sĩ liền gật đầu, sau đó dưới sự trợ giúp của Triển Dực Lâm và Triển Tuấn Hùng, Triển Ân bị chế trụ trên ghế, bất lực để bác sĩ cắm ống tiêm vào tay mình hút lấy máu ra. Rút đủ rồi, bác sĩ theo quy trình đi xét nghiệm máu của Triển Ân để đảm bảo đúng là cùng nhóm máu và không có bệnh hay virus truyền nhiễm bệnh. Nhưng vừa mới đưa chỗ máu đó vào máy kiểm tra, kết quả lại cho ra nhóm máu O. Tại sao lại là nhóm máu O? Tất cả mọi người cùng đồng loạt kêu lên, không ai giấu nổi sự kinh ngạc của mình. Kinh hãi nhất phải kể đến Kiều Chi, bà là người sinh ra Triển Ân, nuôi nấng cô ta mười mấy năm trời, bà có thể biết chính xác Triển Ân thuộc nhóm máu A. Vậy thì cái người có khuôn mặt giống Triển Ân như đúc đang ngồi ở đây rốt cuộc là ai? Cô không phải là Triển Ân. Triển Dực Lâm khẳng định chắc nịch. Triển Ân kia vội vàng lắc đầu. Không, em đúng là Triển Ân. Em là Triển Ân, em gái của anh đây mà. Triển Dực Lâm không đáp. Chỉ vào mặt của triền Tuấn Hùng đang đứng bên cạnh lạnh giọng hỏi. Thằng khốn này là ai? Triển Ân nuốt khan, cẩn thận, nhìn Triển Dực Lâm đáp. Trần... Trần Tuấn Hùng. Tên thật của hắn ta là gì? Triển Dực Lâm lại tiếp tục truy hỏi. Triển Ân cắn môi, nhỏ giọng đáp. Triển Tuấn Hùng, vì sao lại rời khỏi nhà họ Triển? Đến đây thì Triển Ân không trả lời được nữa. Vừa rồi Triển Tuấn Hùng lời qua tiếng lại với Triển Minh Đại và Kiều Chi. Cô ta nghe chỉ hiểu được một chút. Nhưng về vấn đề từ mấy năm trước của nhà họ Triển, cô ta không biết được. Hay nói cách khác, Triển Ân thật chưa hề nói cho cô ta biết điều này. Triển Ân giả mạo cầm nín, cô ta cúi gằm mặt. Triển Dực Lâm còn chưa kịp nói câu nào, Dương Ngọc Kỳ đã nâng tay cho Triển Ân một cái tát. Thì ra là cô, Chính cô đã bỏ thuốc độc vào cơm của Triển Ân Phi. Chính cô đã hại chị ấy ra nông nỗi này. Cô... Còn chưa dứt lời, Triển Tuấn Hùng đã giáng một đấm xuống gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Triển Ân. Anh cầm lên. Mẹ kiếp, thì ra là mày. Dương Ngọc Kỳ không hề biết, thì ra Triển Tuấn Hùng cũng có một mặt như vậy. Khi mất bình tĩnh, hoàn toàn không kiểm soát được mình. Cho dù người trước mặt này là nữ, anh ta cũng không hề nương tay. Bởi vì đụng đến Triển Ân Phi, anh ta sẽ không nể năng bất cứ ai hết. Đủ rồi, mau dừng lại đi, phải cứu ân phi trước đã. Triển Minh Đại nói, không cần đâu. Tiếng của Triển ân phi vang lên, các bác sĩ đầy giường bệnh của chị đến căn phòng này. Xung quanh còn có rất nhiều giá treo những túi truyền dịch. Ân phi, kiểu chi vội vàng lao đến bên giường khóc đức nở. Còn không làm sao chứ, sao lại chạy ra đây rồi, còn phải ở trong phòng hồi sức nghỉ ngơi đi. Triển ân phi cười cười, Triển Dực Lâm ngờ vực nhìn chị. Chị không bị ruốt huyết đâu. Triển Ân Phi cười lạnh một tiếng đáp. Chị không sao cả. Chị đã nhờ các bác sĩ diễn vào kịch này. Em đừng có trách bọn họ. Diễn kịch sao? Xem ra chị đã khỏe hẳn rồi nhỉ? Có muốn ăn thêm vài bình Calicianua nữa không? Triển Dực Lâm cười khẩy. Triển Ân Phi làm mặt quỷ với hắn. Em đi mà ăn. Nói rồi chị đưa mắt nhìn sang Triển Ân đang đứng chết chân tại chỗ cười lạnh cuối cùng thì cũng vạch trần được cô rồi kẻ giả mạo triền dực lâm nhíu mày chị biết chuyện này sao cũng không hẳn là biết chỉ chỉ là nghi ngờ thôi sau này nhờ mấy người bạn ở nước ngoài điều tra mới biết được cô Tán đích thị không phải là Triển ân mà là yến tư yến tư sao yến tư nào triền minh đại mở mịt hỏi đó là một bác sĩ tâm lý mà triền ân đã thuê về mẹ cũng biết đó khi đó con bé sang nước ngoài để học tâm lý học mà nên đã thuê một tiến sĩ tâm lý xuất sắc bên đó đến để hướng dẫn cho nó. May mắn tìm được Yến Tư là đồng hương, cô ta mới bắt đầu làm giáo viên của Triển Ân. Nhưng mà hai năm trước, cô ta đã... Triển Ân Phi hít một hơi, chỉ gần từng chữ. Cô ta đã giết Triển Ân, sau đó phẫu thuật thẩm mỹ thành Triển Ân để chiếm đoạt tài sản của nhà chúng ta. Triển Ân giả mạo kia hay chính là Yến Tư run sợ, cô ta ngã ngồi xuống sàn nhà, không thể nói được gì khi bản thân bị vạch trần. Tôi đã luôn luôn muốn tìm cách để vạch trần cô, nhưng nghĩ thế nào cũng không tìm ra được biện pháp chu toàn nhất. Sau cùng thì cô quyết định bỏ thuốc độc giết tôi. Tôi liền mượn cơ hội này, dùng tính mạng mình để đổi lại sự thật này. Quả nhiên, tôi tính đúng rồi. Không gian bỗng im ắng trong chốc lát, tất cả mọi người hướng mắt về phía triển ân. Chỉ toàn thấy sự căm ghét và thù hằn trong mắt của họ phải khoan dung thế nào đây với một kẻ đã giết đi người thân trong gia đình họ chưa? Triển ân phi ho khan một tiếng, dường như sau ca cấp cứu mất nhiều sức lực, sau lại nói ra chân tướng yên từ, chị đã không còn sức để nói tiếp nữa. Ai cũng nhận ra, Triển ân phi cần phải nghỉ ngơi, liền đề cho các bác sĩ đẩy chị về phòng hồi sức. Triển ân phi cố níu lại một chút nói, Tuấn Hùng, đi cùng chị. Triển Tuấn Hùng ngây người, nhưng rất nhanh liền gật đầu, vẻ mặt tràn đầy sức sống trở lại, chạy theo giường của Triển Ân Phi về phòng hồi sức. Chuyện còn lại của Yến Tư, Triển Dực Lâm đương nhiên là người đứng ra giải quyết. Ở phòng hồi sức cấp cứu, Triển Tuấn Hùng có chút xấu hổ đối mặt với Triển Ân Phi, hai người im lặng một chốc, sau đó Triển Ân Phi đột nhiên cười rộ lên. Triển Tuấn Hùng gãi gãi đầu quẫn bách nói, chị, chị cười chuyện gì vậy? Triển Ân Phi khó khăn lắm mới ngừng cười được, chị nhìn ngắm gương mặt đẹp trai không góc chết của triền tuấn hùng một lúc thấy sắc mặt của triền tuấn hùng đỏ lên còn muốn cười nhiều hơn nữa chị nói lâu rồi không gặp em em càng lớn càng đẹp trai nha trần tuấn hùng xấu hổ cúi đầu nhỏ giọng nói chị cũng rất xinh đẹp trước đây vì sao lại bỏ đi mà không nói gì triền tuấn hùng không ngờ được câu hỏi đột ngột này của triền ân An phi anh ta có phần bối rối chuyện này Thực ra lúc đó chị tự nhốt mình trong phòng 3 ngày ba đêm để nghĩ ra cách giúp chúng ta ở bên nhau. Nhưng không được. Sau khi chị ra ngoài vì quá đói, cha mẹ tưởng rằng chị đã quá đau lòng vì họ không đồng ý nên miễn cưỡng chấp nhận chị. Chú cũng nói em thực ra... Ngừng một lát, Chiến Ân Phi lại nói Chú nói em thực ra không phải là con ruột của chú. Nói cách khác, chúng ta căn bản không phải là người một nhà. Vậy... Cụ thể thế nào, thì chị cũng không biết tường tận, chú chỉ nói em là đứa trẻ được chú nhận nuôi. Gia đình cô chú thực chất không có con, nhưng người bạn của họ lại bị tai nạn giao thông, cả vợ lẫn chồng đều không may qua đời. Đứa trẻ họ để lại chính là em, đã được chú nhận nuôi và mang tên họ của nhà họ triển. Chuyện sau đó... Sau đó mọi thứ cứ tự nhiên mà phát sinh, triển Tuấn Hùng đem lòng yêu triển ân vi, sau đó biệt tam biệt tích triển ân phi không kịp nói cho triển tuấn hùng biết sự thật này sau cùng vì thất tình mà bỏ ra nước ngoài đoàn tình cảm này cứ thế mà bị gián đoạn vậy chị nghĩ sao nếu bây giờ nếu em muốn nói chúng ta bắt đầu lại thì chị từ chối triển ân phi gạt phăng đi nguyện vọng chưa kịp nói của triển tuấn hùng anh ta cúi đầu thở dài một hơi không nói gì nữa triển ân phi liếc mắt nhìn anh ta cảm thấy mình đùa hơi quá đà thở hát ra không bắt đầu lại chúng ta tiếp tục đi triển tuấn hùng cảm thấy như trận đất quay cuồng mọi thứ liền trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều Yên tư bị đem sang châu phi làm nô lệ tình dục cho những kẻ thổ dân ở khu đào vàng dựa theo lời khai của yến tư triển dực lâm cùng với dương ngọc kỳ trực tiếp lên máy bay sang nước y để tìm lại cho cốt của triển ân đem linh hồn của triển ân về lại quê nhà Kiều Chi lúc nhận lại cho cốt của Triển Ân đã khóc đến ngất lên ngất xuống vì thương con. Triển Ân cứ như vậy mà chết ở nơi đất khách quê người, còn bị một bác sĩ tâm lý mà mình mời đến để giết chết, chiếm lấy tài sản. Người ngoài như Dương Ngọc Kỳ cũng cảm thấy thương cho Triển Ân, chỉ có thể ở bên cạnh an ủi Kiều Chi, phụ giúp nhà họ Triển tổ chức một tang lễ cho Triển Ân để Triển Ân được an táng một cách đàng hoàng. Quan hệ giữa Triển Ân phi và Triển Tuấn Hùng trở nên tốt hơn hẳn. Triển Tuấn Hùng ngày đêm túc trực trong bệnh viện chăm sóc cho Triển Ân Vi, truyền tâm bồi dưỡng tình cảm với Triển Ân Vi. Chị cũng vô cùng phối hợp, chuyện tình cảm tiến triển rất tốt. Lại nói, Triển Tuấn Hùng cũng gặp lại cha nuôi của mình. Sau một thời gian dài, người chú của Triển Ân Vi đồng ý để Triển Tuấn Hùng mang họ trần. Coi như vậy thì anh mới có thể ở bên Triển Ân Vi một cách quang minh chính đại. Nhưng đồng thời, trần tuấn hùng cũng được chú coi là con để anh kế thừa sản nghiệp của mình sau này sẽ giúp đỡ triển dực lâm phát triển tập đoàn triển gia vì tăng lễ của triển ân hồn lễ của dương ngọc kỳ và triển dực lâm được lùi sang năm sau cô cũng cảm thấy chuyện này ổn thôi triển dực lâm từ khi có dương ngọc kỳ ở bên cạnh hắn bắt đầu thàn lòng tinh thần hơn thường dành thời gian cho dương ngọc kỳ nhiều hơn tần suất nhăn mặt nhíu mày cũng ít hẳn đi một buổi tối nào đó, Dương Ngọc Kỳ nằm trên giường đọc sách. Triển Dực Lâm cầm laptop làm việc của hắn. Dương Ngọc Kỳ gấp sách, nở nụ cười với Triển Dực Lâm. Hồn lễ của chúng ta liệu có thể mời bà nội của em được không? Dương Ngọc Kỳ vẫn còn chút băn khoăn về điều này. Tuy được phép để Nguyễn Khánh Ly làm phù dâu cho mình, nhưng cô vẫn còn lăn tăn về việc có được mời bà nội Dương hay không. Triển Dực Lâm không chần chừ mà đáp. Đương nhiên là được rồi. Dương Ngọc Kỳ cười rộ lên, ôm chầm lấy Triển Dực Lâm. Cuộc sống sau này, hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 24 cũng là tập cuối của bộ truyện mang tên Mỹ Nhân qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.